Rồi cả nhà ơi, Dân Quý sẽ đi giao nước ép trái cây cho cả nhà. Đây, Dân Quý sẽ chạy xuống chung cư Địa Mo. Rồi, Dân Quý sẽ chạy đường Hậu Giang cho cả nhà. Đường Hậu Giang ở đây rồi, đoạn này người ta mới làm lại là rất là đẹp luôn cả nhà, láng rất là đẹp. Thì Dân Quý sẽ chạy từ đường Hậu Giang này, Dân Quý sẽ chạy xuống quẹo phải vào đường số 23. Xong rồi Dân Quý sẽ gặp ngã tư của Lý Chiêu Hoàng. Dân Quý tính đi đường chợ Mỹ Thuận nhưng mà thôi nó vòng xa quá, Dân Quý sẽ đi đường số 23, xong rồi cái Dân Quý sẽ bọc ra đường Vành Đai. Ở đây thì đường số 23 nha cả nhà. Lúc trước Dân Quý cũng có review cái đường này nè, thì cũng lâu lắm, cũng lâu lâu á thì có dịp mới có dịp đi ngang. Tại vì là thường là Dân Quý sẽ lấy đơn ở khu vực quận Bình Tân với lại quận 6 với lại Yon Bình Tân. Hồi lúc trước là còn quán gỏi Đu Đu Thái Tư Hi á, thì Dân Quý xuống, Dân Quý đậu gần ở khu vực này để là tặng lấy đơn gỏi Đu Đủ luôn cả nhà. Nhưng mà bây giờ thì không còn quán ở đây nữa, quán về xuống Bình Dương. Hình như là nếu mà Bình Dương thì từ khu du lịch Đại Nam đi qua thì nó cũng không có xa lắm. Đấy, thì Dân Quý sẽ review cái một buổi sáng Dân Quý đi giao đơn cả nhà xem nha. Ở đây thì là đường 23 của phường 11 quận 6. Đấy, Dân Quý sẽ băng qua cái ngã tư này. Cái ngã tư này không có đèn đỏ cho nên là cũng rất là nguy hiểm quá nhà. Chúng ta đi qua những cái ngã tư như vậy chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà nó có đèn đỏ thì đỡ, nó sẽ không có tai nạn. Còn nếu mà không có đèn đỏ mà chúng ta chạy nhanh thắng gấp á là nó dễ xảy ra tai nạn lắm cả nhà. Đấy, đường rất là mát, rất là đẹp. Buổi sáng thì thành phố Hồ Chí Minh là vậy đó cả nhà. Rất là mát, rất là trong khí, không khí rất là trong lành. Đây cả nhà ơi, Dân Quý sẽ đi qua ngã tư, cắt ngang ngã tư của đường Lý Chiêu Hoàng nha. Dân Quý sẽ chạy thẳng luôn. Thì quận 6 thì bán cũng rất là nhiều món ăn sáng. Nói chung thì thành phố Hồ Chí Minh là có rất là nhiều hàng quán, rất là nhiều những món ăn chúng ta muốn mua cái gì cũng có hết á. Tại vì thành phố Hồ Chí Minh tập trung ẩm thực cũng rất là nhiều. Rồi Dân Quý sẽ đợi đèn đỏ đây nha. Thì ở đây là cái hướng, nếu mà chúng ta quẹo phải là sẽ đi ra chợ Mỹ Thuận đó cả nhà. Chợ Mỹ Thuận ở đường An Dương Vương. Còn này Dân Quý sẽ đi thẳng luôn nha. Và lúc trước Dân Quý không biết đường á, cái Dân Quý chạy nhầm đường á. Khi mà đi vào chợ Mỹ Thuận xong một hồi cái đi qua Sự Hy Do nó, nhưng mà không biết đường, phải đi theo bạn Dân Quý á. Bạn Dân Quý nó chỉ đường, nó dẫn đường. Tại vì lúc đó là nói chung là cái thời điểm đó Dân Quý không có biết đường gì á, đi là nhiều khi phải đi nhờ người ta hoặc là nhờ người ta chỉ đường thôi chứ không có biết đường, rất là dở luôn, rất là dở về cái việc mà đi đường luôn á nha. Sau này là Dân Quý mới biết những cái con đường mà nhỏ thì đi thì từ từ Dân Quý cũng nhớ đường hết trơn rồi. Nhưng mà chỉ nhớ được có khu Bình Tân với khu quận 6 thôi, Dân Quý cũng nhớ rõ thôi, chứ mà quận 5 với quận 11 hay là quận 10 thôi là Dân Quý chỉ biết những cái đường lớn ở ngoài thôi, chứ mà đường nhỏ thì thôi Dân Quý cũng không cần, tại rất là nhiều đường. Thì khi Dân Quý những cái biết những tiếng đường lớn như là đường Hồng Bàng, rồi đường Bán Hai, đường Nguyễn Trãi, rồi Nguyễn Duy Phương hoặc là Lý Thường Kiệt vậy đó. Còn những cái đường mà nhỏ nhỏ thì Dân Quý không có rành. Để những cái trục đường chính á, để mà đi vào trung tâm á, hoặc là đi về thì Dân Quý biết. Ngày xưa nếu mà bỏ Dân Quý ở ngoài quận 1 thì Dân Quý không có về được nha. Ở đó lúc mà đi xuống tiền với bạn Dân Quý á, khi mà đi về á, cái hả là không có biết đường về. Khi mà lúc đó cái Dân Quý chạy đại, nhưng mà hơn một cái là chạy vô tình chạy vào đường Hàng Xanh, xong cái hồi rẽ cũng chạy thấy người ta chạy á, chạy chung theo người ta, khi mà chạy xong một hồi và cũng chạy đúng làn đường luôn cả nhà. Rất là hên, rất là may mắn là nó không có đi lạc luôn á. Tại vì bạn Dân Quý thì nó biết đường, nó chạy trước rồi, mà Dân Quý không biết đường á, cái Dân Quý chạy chậm
cái chạy hồi lạc mắt dấu luôn. Rồi cũng hên là chạy là một hồi thì cũng về được. Nhưng mà có một lần á, có một lần là dân quý khi mà đến cái vòng xây của vòng xây dân chủ á, ở màu quận 10 cả nhà, thì đến đó thì dân quý lại quẹo nhầm vào cái hướng của quận Tân Bình, quẹo trái thì vào đường 3/2 mà dân quý quẹo phải vào đường Cách mạng tháng 8 của quận Tân Bình á. Dân quý chạy hoài luôn, chạy hồi sao nói ôi sao mà chạy một hồi sao nhìn thấy ủa sao chạy hoài mà không thấy cái đến quận 10, mà sau hồi nhìn phía trên đường thì người ta để là quận Tân Bình, là dân quý biết là mình đã đi quẹo nhầm đường rồi. Tới cái dòng xây mà dân chủ là rất là có rất là nhiều người ta đi sai đường luôn á, tại vì đến đó cái dòng xây rất là lớn và rất là nhiều ngã quẹo, như là một cái hướng thì quẹo vào Lý Chính Thắng, rồi một hướng thì quẹo vào Cách mạng tháng 8, rồi một hướng thì quẹo vào Điện Biên Phủ, còn một hướng nếu mà chúng ta đi về quận 6 thì chúng ta sẽ quẹo vào đường 3/2 đấy. Nhiều khi có đường một chiều nữa, chúng ta không có biết đường một chiều nữa là chạy là một hồi là rất là dễ bị lạc luôn á. Thành phố Hồ Chí Minh là như vậy đó. Có nó thành phố lớn nhất nước á, cho nên là cái mạng lưới đường nó cũng rất là nhiều và rất là lớn đấy. Ngày xưa thì Sài Gòn nổi tiếng, rất là nổi tiếng với những cái tại vì ngày xưa thì chưa có làm đường, chưa có đường mở rộng như bây giờ. Thì ngày xưa thì thành phố Sài Gòn thì khi mà chưa được đặt cái tên của bác á, thì là cũng là giống như là ở làng quê vậy đó nhà. Em quý xem những cái clip trên TikTok về Sài Gòn xưa á, nhìn rất là hoang vắng và rộng luôn á. Rồi sau này người ta mới làm đường lại. Thôi giờ chúng quý sẽ quẹo qua đây đi. Quý sẽ quẹo trái qua đây nha. Tại vì nếu mà chúng quý chính chạy lên kia quẹo rồi trên kia thì nó bị ngược chiều. Đấy, còn bây giờ chúng quý sẽ quẹo cho đúng chiều là chúng quý quẹo trái qua đây. Đấy, chúng quý sẽ quẹo trái qua đây nha. Đường rất là mát, rất là đẹp ở nhà này. Bây giờ chúng quý sẽ quẹo và tiếp tục là quẹo phải ra đại lộ Võ Văn Kiệt cả nhà. Đấy. Đại lộ rất là lớn, đại lộ mang tên của bác Võ Văn Kiệt. Đấy, chúng quý sẽ quẹo phải qua đây nha. Rồi, chúng quý đã ra đến đại lộ Võ Văn Kiệt rồi cả nhà. Thì phía trước chúng ta đó là chung cư City Gas nè, rồi một cái ngôi nhà vàng vàng đó, cái nhà là của mà ông chủ công ty Lê Thành nha cả nhà. Đấy, ngôi nhà màu vàng đó là ở thành phố Hồ Chí Minh có rất là nhiều chung cư của mang tên là công ty Lê Thành, rất là nổi tiếng. Đấy, phía bên tay trái nha quý là chung cư City Gas, và phía bên phải đây là điểm đến của dân quý là chung cư Diamond, và kế Diamond là chung cư Carina đó cả nhà. Chung cư Carina là dân quý nhớ là những năm cắt cũng mấy năm về trước á, xảy ra một cái trận bão hoạn rất là lớn. Thì lúc đó là dân quý còn làm ở bên trong cái khu quận 8 nè. Thì dân quý lúc đó là người những cái người mà đi làm á, người ta thấy, người ta sáng người ta đi làm vừa thấy người ta vô trong hãng người ta xưởng người ta nói, thì nghe nói là chung cư đó cháy rất lớn và rất là nhiều đã thiệt mạng cũng cũng nhiều người đó cả nhà. Cho nên là chúng ta ở chung cư thì chúng ta phải cẩn thận những cái việc mà bếp lửa, bếp ga hoặc là những cái sử dụng lửa cho nó an toàn, chứ nếu không mà cháy chúng ta chạy không kịp. Chung cư rồi nó nhiều khi có lối thoát hiểm nhưng mà chúng ta chạy không kịp cả nhà. Nhiều khi người ta bị ngạt khói á, cái ta chạy xuống không kịp. Đấy, ở chung cư thì nó sẽ như vậy. Nhiều khi có những phòng cháy chữa cháy rồi đấy, nhưng mà nhiều khi cái bất cẩn xảy ra là nó sẽ rất là dễ sẽ bị cháy. Rất là nhiều trường hợp chung cư đã bị hỏa hoạn cháy. Rồi, chung quý đã đến chung cư Diamond rồi nha. Bây giờ chung quý sẽ quẹo vào lốc C. Chung quý giao nếu người ở lốc C. Đấy, chung cư thì thuê cái giá thì nó cũng tầm khoảng nếu mà ở Bình Chánh là có chung cư mà Watt Gate là thuê tầm khoảng 6 triệu cả nhà. Còn ở đây thì dân quý không biết bao nhiêu. Đây, dân quý đã đến chung cư rồi. Đúng rồi. Thì dân quý sẽ đậu ở đây đi, ăn gọi cho khách. Gọi khách xuống.
đây cái nhà thuốc Phật Ma City này. Ở chung cư rất là đẹp với cả nhà, rất là cao, rất đẹp luôn. Rồi cả nhà ơi, Dân Quý đã đến rồi. Dân Quý xin chúc cho cả nhà có một buổi sáng thật là vui vẻ nha. Dân Quý xin kết thúc video buổi sáng tại đây nha. À, thì một ngày mới thì Dân Quý chúc cho cả nhà có một ngày thật là tốt lành và vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Cả nhà xem clip.